Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 10 tháng 5 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, hình thành rãnh áp thấp có trục 24 đến 27 độ vĩ bắc nối với áp thấp nóng phía tây. Sau rãnh áp thấp này bị nén bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía bắc. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 9 đến 11 độ vĩ bắc hoạt động yếu dần. Gió tây nam có cường độ yếu trên vùng biển Nam Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu và rút ra phía đông. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ và cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, ngoài khơi sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m80 xuất hiện lúc 18h30 ngày 9 tháng 5, thấp nhất âm 1m85 xuất hiện lúc 1h ngày 10 tháng 5. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m71 xuất hiện lúc 2h ngày 10 tháng 5, thấp nhất 0m58 xuất hiện lúc 17h ngày 9 tháng 5. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.